Ok, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chúng ta quay trở lại với uh, kênh YouTube của em Tournament Invest trong uh, phiên dịch đầu tuần ngày 10 tháng 4. Thì uh, buổi uh, đầu tiên thì chúng ta có một cái phiên giao dịch uh, tương đối là khó chịu khi mà đầu phiên nó đã mở gap up lên nhẹ và sau đó là uh, những cái tín hiệu mà áp lực chốt lại của các anh chị nhà đầu tư phải không ạ? À? Thì uh, thị trường chúng ta vẫn chưa thực sự là quá là tiêu cực hay là có những cái yếu tố nó bất ngờ hay là nó có những cái thông tin là sẽ đảo chiều nên là tạm tạm thời thì chúng ta vẫn sẽ quan sát thêm các anh chị ha đấy và cái xu hướng của thị trường chúng ta vẫn là đang một cái xu hướng là uh, đi lên trong ngắn hạn nên là chưa có cái tín hiệu nào cho tuấn uh, thấy được rằng là thị trường chúng ta uh, nó 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 đảo chiều và nó gặp những cái rủi ro thì thứ nhất là có thể là một số những cái rủi ro nhất định đến từ những cái dòng cổ phiếu mà nó đã đi uh, đi ngang hoặc là đi đi lên những cái giai đoạn trước ví dụ như là nhóm đầu tư công chẳng hạn Ê, ví dụ như là những cái nhóm cổ phiếu đầu tư công chẳng hạn hay là những cái nhóm cổ phiếu như thép hay là những cái nhóm cổ phiếu như là được hưởng lợi gián tiếp từ đầu tư công Rất uh, là vật liệu xây dựng các anh chị ha đó thì những cái cổ phiếu đó lại là, là những cái cổ phiếu của nó có thể là như nào ạ, uh, gây ra những cái sự tiêu cực lên thị trường chung đây để em lấy một số những cái cổ phiếu mà tuấn nó có những cái sự cảnh báo đến với các anh chị nhà đầu tư chẳng hạn như KSB này ấy các anh chị mà thấy không ạ à, ấy tạo ra những cái mẫu hình gì ạ à, à, mẫu hình này là mẫu hình là cây cái nêm cái, 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 cái nêm hướng lên các anh chị ha Đấy, cái nêm hướng lên, đấy, độ dốc nó rất là cao, càng lúc nó càng cao dần lên. Thì như các anh chị chúng ta biết á, thì càng lên cao những cái độ mà nó dốc lên như thế này này, thì như thế nào ạ? À, cái việc mà đi lên của nó sẽ rất là yếu và cái việc mà cổ phiếu nó có những cái sự điều chỉnh mạnh ở những cái giai đoạn phía sau là cực kỳ là dễ hiểu. Cho nên là em cũng đã báo với các anh chị chúng ta cần phải luôn lưu ý. Em thật sự là em cũng đã báo B từ những cái giai đoạn là ở phía bên đây này. Ở những cái vùng phía bên đây này các anh chị ấy từ cái giai đoạn là đầu tháng 3 là cũng đã báo rồi, cách đây cũng phải là 3 4 tuần rồi, đúng không ạ? Thì cho nên là khi mà các anh chị ta gặp những cái vùng mà volume nó cao ở vùng đỉnh á, là cực kỳ là nguy hiểm. Những cái phim mà bán lớn á, việc mà nó kéo lên này, các anh chị ta thấy kéo lên này, nỗ lực kéo lên này. Nhưng mà sao ở Cục đầu ngược trở lại này, phiên sau tiếp tục kéo lên những với khối những cái khối lượng rất là lớn. Nhưng mà những cái phiên sau thì nó lại bị chững lại về cái gì à? về cái giá cũng như là những cái động lực mà tăng điểm đó chính là những cái hành động mà kéo xả của cổ phiếu và nó sẽ định điểm nhất nó sẽ À, có những cái phiên là nó gãy và à gãy trên line đấy nó cũng giống như là BVD vậy đấy các anh chị đây ha à, BVD này các anh chị mà thấy là những cái phiên mà nó gãy trên nó sẽ có những cái lực bán tương đối là lớn đúng không đó. thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải cảnh giác cực kỳ cao độ với là những cái nhóm cổ phiếu mà nó gây ra những cái tiêu cực cho thị trường Đấy, rồi hay như BLC cũng vậy này, tôi cũng đã có những cái sự cảnh báo với mọi người khi mà nó gãy mất cái gì à, à những cái đường à À, MA10, MA20 bắt đầu nó gãy xuống thì khi mà nó cúp cái đầu xuống như này này thì nó sẽ rất là khá là dễ mà gây ra những cái tín hiệu tiêu cực cho thị trường hoặc là cho cái dòng cổ phiếu đó nó báo hiệu trước cho một cái nhịp mà nó thể điều chỉnh sâu các anh chị ha, những cái quá trình mà đã đi lên từ những cái vùng mà các anh chị mà thấy là nó đi lên rất là xuất sắc từ những cái giai đoạn là thị trường ta tạo ở tháng 11 cho tới nay các anh chị có thấy không ạ à? từ lúc 13 và bây giờ là, là là là, 35 thì như các anh chị có thấy là một cái khoảng thời gian nó 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 chạy trong vòng 4 tháng trời như thế này là một một cái gì à? một cái nhịp chạy rất là tốt rồi thì không thể nào mà các anh chị ta đòi hỏi là một cái cổ phiếu mà nó liên tục nó đánh nó liên tục nó đánh trong vòng mà 6 tháng đâu, rất là khó các anh chị ha. Trừ khi là thị trường chúng ta vào một cái 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 nhịp uptrend nó mạnh mẽ thôi. Đấy, rồi tiếp theo này có VCG này, tuấn cũng đã nói với mọi người đúng không ạ? À? VCG này không có an toàn đâu. Đấy nó vẫn trong một cái biên mà nó đi ngang nó tích lũy thôi, đừng có đua những cái phiên mà nó tăng mạnh lên như thế này, hàng về là các anh chị ta thấy cắt lỗ đúng không ạ? À? à cắt lỗ là đậm sâu luôn, phải không? Đấy, còn trong khi là những cái mã cổ phiếu dòng cổ phiếu nó khỏe và nó đang có cái tín hiệu là dòng tiền nó thu hút vào như là dòng chứng khoán như là dòng bất động sản á. thì cái đó các anh chị chúng ta có thể là đua đuổi giá trong cái tuần trước thì chúng ta vẫn sẽ là an toàn nhưng mà à, cũng cần phải cẩn thận với là những cái cổ phiếu nó tăng nóng các anh chị ha hoặc là tăng ảo đấy. đấy rồi à, chúng ta cùng nhau chúng ta sẽ xem lại thị trường ta vận động như thế nào và cũng như là các cái dòng cổ phiếu mà các anh chị chúng ta đang rất là quan tâm thì à, tuấn thấy với cái tình hình thì thị trường ở thời điểm hiện tại á thì các áp lực bán và là 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 không thể là phủ nhận rồi đúng không ạ à? chắc chắn là những cái áp lực bán rồi ví dụ chẳng hạn như những con như là VCI chẳng hạn à, tôi lấy cái ví dụ điển hình như là VCI Đấy, đầu phiên sáng nó cũng có tăng nhưng mà cái cái gì ạ à? à, cái động lực để mà đẩy cổ phiếu nó vượt được cái những cái vùng đỉnh 33.5 ba à, để để mà nó tiếp tục nó bứt thoát lên những cái vùng cao ấy thì nó lại bị thiếu đi chút xíu nhưng mà nó cũng chưa hẳn là nó tiêu cực bởi vì nó vẫn giữ được ở trên vùng này nó có thể nó đang như nào à à nó tích lũy trở lại nó test lại những cái vùng nền như thế này thì theo tôi cũng thấy là không có vấn đề gì nếu như mà nó vẫn giữ được ở trên cái ngưỡng ở vùng à, 31.5 các anh chị à nó vẫn giữ được 31.5 thì chúng ta vẫn có thể là tin tưởng được và chúng ta hãy kiên nhẫn chúng ta xem xét các anh chị nhé rồi hay như những hạn như SSI cũng vậy phiên sáng cũng thấy là cái hừng hực khí thế cũng mà vượt lên được 23 nhưng mà phiên phiên ngày hôm nay nếu mà đúng thiệt là không không ai dám mua đuổi đâu Đấy, Tuấn cũng đã cả báo với mọi người là chỉ cần mua ở dưới 22 thì mọi người sẽ cảm thấy là an toàn hơn khá là nhiều các anh chị ha rồi hay như những cổ phiếu hôm nay ví dụ như Tuấn có tin là là SS nó được mở margin ấy được ủy ban chứng khoán họ mở margin trở lại ấy thì nó có thể nó tăng trần như thế này thôi bởi vì cái dòng tiền nó được cấp thêm vào thì chắc chắn là 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 là, 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 là đẩy lên một cách nó rất là quyết liệt như lên là nó đã khớp lệnh trong ngày hôm nay gần cả 70 triệu cổ phiếu các anh chị có thấy không ạ à rất là kinh khủng à trong khi là hả trung bình của uh, khối lượng của 10 phiên trước đó là khoảng tầm có bao nhiêu à, khoảng tầm có 10 uh, 20 triệu là cùng ấy 20 triệu ha 10 phiên là 20 triệu thì hôm nay nó có một cái phiên mà đột biến và volume tức nghĩa là cái dòng tiền nó thu hút vào rất là mạnh mẽ thì những cái cổ phiếu này thì bắt đầu nó sẽ chạy sau và nó sẽ vào sóng như thế thì các anh chị ta sẽ thấy là những cái cổ phiếu mà nó chưa chạy chẳng hạn như SHS thì hôm nay mới bắt đầu nó bứt tốc và nó có khả năng nó vượt đỉnh được thì là đến lượt những cái cổ phiếu này nó bức tốc nó đi lên các anh chị ha ấy rồi hay như VND hôm nay cũng có một cái tín hiệu cũng tương đối là tốt nhưng mà là cuối phiên thì lại tạo ra một cái cây nến là cúp cái đầu xuống ngược trở lại như thế này thì Tuấn vẫn chưa có đánh giá cao đó là VND ấy có thể là nó không có một cái kết quả kinh doanh nó tốt hay là nó không có được một cái quá trình uh, uh, chuẩn bị của đội lái hay là đội lái họ không thích đánh cổ phiếu này hoặc là cái vốn hóa của uh, cái vốn hóa của nó lớn này rồi à, uh, Uh, cái tỷ lệ free float của cổ phiếu ở trên thị trường nó bị loạn quá cho nên là cái đội gom họ chưa thể nào mà họ gom đầy đủ thì cái việc mà đánh lên nó, nó sẽ rất là khó bởi vì cứ đánh lên là sẽ gặp những nhà đầu tư họ chốt lại thì việc đó thì nó sẽ khiến cho đội lái họ sẽ mất nhiều tiền hơn để mà họ đẩy giá cổ phiếu thì như thế thì như nào các anh chị chúng ta cũng đã thấy là nó đã tăng kém nhất trong nhóm dòng chứng khoán trong giai đoạn vừa qua đúng không ạ đấy rồi hay những cái mà cổ phiếu nhỏ thì nó vẫn có tiếp tục là những cái phiên mà nó tăng tốt này ví dụ chẳng hạn như vds này chẳng hạn như những cổ phiếu VDS là nó tăng sau này đúng không ạ thì cũng giống như NS thì nó cũng sẽ tăng sâu và nó sẽ còn cái dư địa nó tăng còn những cái mã cổ phiếu mà nó tăng nóng ví dụ như chẳng hạn như FTS đi tuấn chẳng hạn như vậy thì nó có thể nó rướng thêm một nhịp nữa hoặc là nó có thể nó chạy nước rút thêm một nhịp nữa thì cái target ở cái nhịp này của tuấn tuấn sẽ kỳ vọng ở đâu đó quanh cửa ngưỡng vùng 30 cho tới vùng 31 các anh chị ha thì khi lên tới đó thì chúng ta sẽ canh chúng ta chốt dần và những cái vị thế ở những cái nhịp ở vùng 21 ở đây thì tuấn sẽ nghĩ là tuấn sẽ cầm à, tôi nghĩ là tôi sẽ cầm ở những cái giai đoạn sắp tới các anh chị nhé ở 21, 22 đó ha rồi chẳng hạn tiếp theo ví dụ như là HCM HCM cũng đang tương đối là yếu đấy thực sự là HCM cái quá trình tích lũy nó lỏng quá đấy nó cùng một cái nhóm ngành thôi đấy nhưng mà sao ạ à? cái độ tích lũy nó nó khá là lỏng và nó không có được siết chặt ở những cái giai đoạn trước ấy và tôi cũng đã nói với các anh chị chúng ta về về những cái độ tích lũy của cổ phiếu rồi cổ phiếu là tích lũy càng siết chặt thì cái việc mà đi lên của nó nó, nó sẽ càng thanh thoát hơn còn mà nó cứ biến động lỏng xuống lên xuống như thế này này đấy thì nó sẽ như nào cái việc mà nó đánh lên đó, thì tương đối là hết sức là khó khăn bởi vì cứ lên thì sẽ có những cái áp lực bán ra từ nhà đầu tư cá nhân thôi đấy rồi ha rồi hay như chẳng hạn như những cổ phiếu nhỏ khác như là ORS này thì vẫn cứ tiếp tục nó tăng thôi như các anh chị ta thấy là thậm chí là trong phiên ngày hôm nay là cái phiên mà hàng cái 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 nhịp của phiên bull trap nó về thì các anh chị ta thấy là họ vẫn để như nào mà, à vẫn để cho những nhà đầu tư mà đua mua đuổi trong phiên này là về bờ đúng không về bờ hoặc thậm chí là chỉ lỗ nhẹ thôi. đấy cho nên là ai muốn bán cứ bán ai muốn chốt thì cứ chốt tuấn vẫn cứ giữ nguyên cái quan điểm mà cũng như là những cái nhận định của mình rằng là thị trường ta đặc biệt là nhóm dòng chứng khoán nó vẫn sẽ còn một cái nhịp tăng nước rút cuối nữa trước khi mà nó sẽ chỉnh chung với lại thị trường. các anh chị ha chắc chắn là những cái cổ phiếu như FTS này hay như CTS này nó vẫn sẽ còn một cái nhịp nó tăng nữa hoặc là BSI cũng tương tự như vậy. đó là các anh chị chúng ta đừng có lo. Đấy, anh chị ta đừng có lo lo là như thế nào à? lo là bán ra rồi là liệu rằng có 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 dám mua lại hay là không thôi đúng không ạ những cái video mà tuấn đã nói với mọi người rồi thấy đặc biệt nhất là như thế nào à? à mua là thắng mà bán là mất này thậm chí như các anh chị ta thấy được rằng là bên tuấn là tuấn mua fts giá giá atc hôm bữa đi chẳng hạn đấy đâu rồi nha đây ủa đâu rồi ai dám mua đây mọi người sẽ thấy này tuấn mua fts trong phiên atc ngày hôm thứ thứ Uh, thứ năm vừa rồi hôm nay hàng về là có lãi không ạ à? chắc chắn là có lãi rồi làm sao mà thua được đúng không ạ chắc chắn có lãi với các anh chị chúng ta luôn nè thậm chí là ăn 7% luôn các anh chị chúng ta thấy không đâu có phải là 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 là, là cứ thấy là cổ phiếu nó quá là cao rồi là các anh chị của ta sợ sợ thì nó sẽ còn càng tăng tiếp ấy và cái việc mà nó đi lên á những cái khúc phía sau của các anh chị chúng ta sẽ lưu ý là những cái phần phía sau cổ phiếu nó đi lên ví dụ chẳng hạn như FTN nó sẽ đi lên tiếp nhưng mà cái khối lượng nó sẽ càng dần càng dần càng dần nó thấp dần các anh chị bởi vì trong cái quá trình mà nó đánh lên như thế này này thì đội lái họ cũng sẽ ra hàng các anh chị nha trong cái quá trình mà nó đánh lên như thế này thì đội lái họ cũng sẽ có cái sự ra hàng của uh, của mình họ mua bán vào họ đẩy giá và họ bán ra họ đẩy giá và họ bán ra ví dụ như là ví dụ như hôm nay là những cái sự FOMO của các anh chị nhà đầu tư ở trên vùng 28.5 ấy thì nó sẽ như nào à nó bán ra một phần nó muốn bán bắt đầu nó xác định từ những cái vùng giá trên cao này này vùng 27 mươi này ấy bắt đầu nó 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 bán dần thì các anh chị ta thấy là nó sẽ bán âm những cái mức giá cao những cái lúc mà nhà đầu tư họ hưng phấn ấy họ 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 sang mất một phần thì khi mà bắt đầu họ kích hoạt những cái lệnh bán ra đấy thì nhà đầu tư hoảng loạn hoặc những cái nhà đầu tư nào mà có hàng sẵn đó, thì họ sẽ như à, như nào à, họ bán ra họ canh họ bán ra và khi đạt đến một cái mức nào đó hoặc là để lướt ở trong phiên nên là các anh chị ta sẽ thử hình dung như thế này nhé này, chẳng hạn như là ở những cái vùng mà trên 28 như thế này, chẳng hạn như những cái vùng mà trên 28 như thế này. Ví dụ như nó, nó, nó muốn bán đâu đó khoảng tầm là hoặc là ở đây cái vùng 28 này nó bán đâu đó khoảng tầm là 300 000 đi chẳng hạn. Hoặc là trên cái vùng này nó bán khoảng tầm là một à, 1 triệu cổ phiếu đi chẳng hạn, đúng không? Thì khi mà cổ phiếu hoặc là cái cái giá của nó nó rớt xuống một xíu nó chỉ cần nó nó mua lại đâu đó khoảng tầm là 3 400 000 thôi thì nó sẽ lướt ra được đâu đó khoảng tầm là 600 000 và cứ thế là nó sẽ càng đi lên thì nó sẽ càng dùng những cái chiêu thức đó để mà dưới nào à? à để mà nó phân phối cổ phiếu ra các anh chị ha đấy cho nên là cái việc mà các anh chị ta mua đuổi mới là thực sự là đáng sợ còn mua những cái phim mà nó giảm xuống như thế này thì có ai sợ không không ai sợ chứ á bởi vì tuấn thấy là tuấn vương đang lãi tốt mà chứ đâu có phải là lỗ đâu mà mọi người lo cho tuấn à đúng không ạ khổ quá đấy cho nên là hả à, bởi vì cuối tuần vừa rồi là tuấn cũng đã nói với mọi người rằng là khóa điểm mua dòng chứng cho nên là các anh chị chúng ta đừng có mua đuổi dòng chứng ở lúc này làm gì cả bởi vì giá nó đã lên cao rồi nó đã thoát được khỏi những cái vùng nền rồi và thậm chí là tốn mua fts ở trong cái phiên ngày thứ năm vừa rồi làm đó là mua thêm do là tốn đã có những cái vị thế ở những cái vùng giá dưới đây rồi vùng giá 22 rồi Đó là tốn không có sợ mọi người đấy nếu mà lên được thêm miếng nữa thì tốn sẽ canh tốn chốt cái cục này và tốn vẫn giữ cái cục 22 phía dưới chứ chẳng có vấn đề gì cả các anh chị chúng ta hiểu không ạ à? đấy cho nên là mọi người cứ sợ thì cứ sợ chứ mà Tuấn vẫn ung dung là Tuấn nắm hàng À, hôm hôm nay là có dù cho cáp lực bán nó có chỉnh có tăng có chỉnh thì cũng rất là bình thường rất đổi là bình thường các anh chị bởi vì mình đã có những cái sự chuẩn bị hay là mình đã có những cái góc nhìn mà cũng như là mình view những cái chiến lược rồi nếu mà có những cái sự thay đổi và nó làm cho mình à, phải à, chốt lại thì phải là khi mà thị trường có những cái tín hiệu thực sự thực sự là xấu á thì lúc đó mình mới bắt đầu mình mình cần cân nhắc mình đi ra Ví dụ chẳng hạn như các anh chị chúng ta không chịu nổi ở những cái nhịp mà nó rung rủ xuống như thế này thì làm sao mà các anh chị chúng ta có thể là chịu ăn được một cái khoản nào, nó đi lên lại như thế này, đúng không ạ? Rồi, chẳng hạn như là nếu mà các anh chị chúng ta để để, để diễn tả những cái tâm lý của các anh chị nhà đầu tư nha, chẳng hạn như các anh chị chúng ta mua ở những cái phiên này. Đấy, chúng ta mua đuổi lên, đúng rồi, chúng ta mua đuổi lên. Đó, thì khi mà hàng về một cái các anh chị chúng ta sợ, nhưng mà đối với lại là các anh chị chúng ta hoặc là À, những anh chị nào bảo mua được ở những cái vùng dưới đây đúng không ạ mua được ở những cái vùng dưới đây thì khi mà lên đó thì đâu đó mọi người lãi được 60 nó có giảm xuống thì còn ngoài khoảng tầm 40 trăm các anh chị ta có sợ không sợ thì sợ chứ nhưng mà các anh chị ta đang lãi mà cùng lắm là các anh chị ta mất một cái khoản lãi thôi chứ đâu có vấn đề gì đúng không ạ à? cùng lắm là các anh chị ta mất những cái khoản lãi thôi còn đối với lại những cái nhà đầu tư mà mua đuổi ở trên đây này cái tâm lý của họ là gì họ sợ bị thua lỗ các anh chị ta hiểu không ạ à? họ sợ bị thua lỗ nhiều hơn là cái việc là các anh chị ta bị mất lãi đấy bởi vì những cái con số âm đó nó rất là gây ra những cái tâm lý hoang mang và những cái tâm lý uh, cực kỳ khó chịu cho những nhà đầu tư còn việc mà các anh chị ta có lãi chúng ta chỉ mất thêm một khoản lãi là một cái điều hết sức là bình thường đấy giống như là hả các anh chị ta cũng uh, hay có cái câu là như nào ạ à? thì không lẽ được ăn hết được thị trường đúng không không lẽ ăn hết được thị trường không lẽ là mua mua đáy bán đỉnh được chúng ta có thể tự an ủi những cái câu đó à, đúng không chúng ta có thể tự an ủi những cái câu đó nhưng mà sau khi mà những cái quá trình mà nó điều chỉnh nó xảy ra xong thì cổ phiếu lại tiếp tục vượt đỉnh lên thì lúc đó các anh chị ta là ai là cái người thắng lợi à à là những cái người kiên nhẫn là những cái người mà kiên định với lại là những cái góc nhìn à, chiến lược của bản thân đã đề ra các anh chị ha đấy và ngoài ra tuấn cũng sẽ cho mọi người thấy được rằng là tại sao những cái vùng mà 30-31 như thế này thì có thể là sẽ không phải là một cái vùng đỉnh Uh, uh, chỉ là một cái vùng đỉnh, chỉ là một cái vùng đỉnh ngắn hạn của những cái cổ phiếu như FTS hay là những cái cổ phiếu mà uh, chứng khoán nhỏ nhỏ khác. đây các anh chị chúng ta nhìn vào cái chặt ngày thì chúng ta thấy là à nó đi lên cao quá, Nó đi lên nhanh quá rồi, đúng không ạ? chứ mà nhìn qua cái chặt tuần á, nó có nhiều đâu, các anh chị ta thấy không ạ? nó chỉ lên vào trong vòng có khoảng tầm là ba uh, tuần chỗ đổ lại đây thôi, ba bốn tuần chỗ lại đây thôi, chứ chẳng có gì nhiều cả mới chỉ có ba bốn tuần thôi các anh chị mà một khi mà cổ phiếu nó đã như thế nào vào sóng thì nó đánh ít nhất là bao lâu hai tháng ba tháng và thậm chí là bốn tháng ấy, và với những cái độ tích lũy mà khoảng tầm là ba bốn tháng như thế này thì cái việc mà đánh lên trong vòng ba bốn tháng sắp tới ấy, mà nó đánh được hai tháng thì nó có thể nó chỉnh lại nó có thể nó đánh một tháng thì nó có thể nó chỉnh lại là rất là bình thường các anh chị ha rất là bình thường như các anh chị mà sẽ thấy ở đây này ví dụ như cái sự chuẩn bị ở đây cái sự chuẩn bị ở đây đi chẳng hạn đâu đó là kéo dài từ tháng 1 cho tới là tháng 5 anh chị thấy là tháng 1 cho tháng 5 là khoảng tầm là 4 tháng đầu tháng 5 mà coi như là 4 tháng thì nó đánh lên bao lâu à các chị có thấy là đánh lên bao lâu à Ví dụ em lấy cái mốc này là cái ngày đầu tuần đầu tiên này một tuần này hai tuần này ba tuần này bốn tuần này Tới tuần thứ năm thì bắt đầu có những cái nhịp nó điều chỉnh nó điều chỉnh mạnh đúng không nhưng mà cuối cùng cũng lại kéo rút chân lên ngược trở lại đó các chị có thấy không ạ một hai ba bốn tới tuần thứ năm bắt đầu có nhịp chỉnh tuần thứ sáu bắt đầu chạy nước rút này Đấy, tuần thứ bảy có nhịp chỉnh nhẹ và tuần thứ 8 là chính thức là nó có thể nó tạo một cái đỉnh ngắn hạn. Thì sau đó nó điều chỉnh trong vòng 1, 2, 3, 4 tuần. Nó điều chỉnh trong vòng 4 tuần lại tiếp tục vượt đỉnh nữa. Các anh chị chúng ta thấy không ạ? À? Đấy. Anh ta hình dung mà, chúng ta hình dung mà. Đấy, cho nên là mọi người sẽ cần phải như thế nào ạ? À? Kiên định lên, kiên định với những cái góc nhìn của mình và kiên định với những cái à, mình đã đề ra hay những cái trạng thái mà trước đó của thị trường ta ở thời điểm tháng 7 đi chẳng hạn tuần hôm nay FTS đi. À thì khi mà bắt đầu này, cái đường mà đây là cái chạc tuần nhá. Đây là chúng ta đang bật chạc tuần. Thì khi mà giá của cổ phiếu bắt đầu vượt lên trên cái ngưỡng ở chạc tuần là đường MA5, tức là MA5 tuần là bắt đầu cái tuần này chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta canh mua được rồi này. Đấy, cái tuần này là bắt đầu chúng ta có phải là chúng ta canh mua được rồi đúng không ạ? Và từ cái tuần này chúng ta sẽ nắm giữ đâu đó khoảng tầm là à 5 tuần. Ở à, 5 tuần và, và khi mà nó bắt đầu nó cắt lên được cả như nào à đường MA5 nó cắt lên được đường MA10 và cả hai cùng đồng hướng lên thì các anh chị chúng ta sẽ thấy là từ cái tuần này là chúng ta sẽ nhắm giữ được tối đa là năm uh, tối tối đa là 10 tuần và tối thiểu là 5 tuần. Đấy các anh chị chúng ta sẽ thấy nha. Ví dụ nha, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Đến cái tuần thứ 8 rồi các anh chị chúng ta sẽ thấy là như thế nào ạ? À? Tới cái tuần thứ 8 là bắt đầu là đã có những cái tín hiệu là cắt xuống cái đường MA 5 tuần rồi. Thì đây chính là 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 là, là, là khi mà chặt tuần nó đã báo hiệu một cái tín hiệu đỉnh của Uh, cổ phiếu thì bắt đầu là các anh chị chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bán ra hết gần như là gần hết qua qua cái ngưỡng vùng mà giá 37 nếu mà nó thủng 37 hoặc là thủng 36 là các anh chị ta đã nên cân nhắc chúng ta bán hết rồi đó à, đúng không ạ và những cái tuần sau đó thì các anh chị ta thấy bắt đầu nó xuống dần xuống dần và nó cắt dần những cái đường ngày mai tuần thì khi ở đây các anh chị chúng ta cũng nhìn nhận y chang như vậy ở đây là thậm chí là như thế nào à à ma 20 nó cắt lên cả ma 20 thì có nghĩa là sao có thể nắm giữ được tối đa là 20 tuần Đấy, và tối thiểu là 5 tuần Các anh chị nha Đây để tôi lấy ví dụ tiếp theo cho các anh chị chúng ta Ví dụ như chẳng hạn ở đây là bắt đầu nó đã báo một cái tín hiệu mua rồi này Đúng không Ở cái vùng giá là 20 cho tới vùng 21 là bắt đầu nó bắt đầu nó cho một cái tín hiệu mua rồi Đó các anh chị mà thấy không ạ Thì từ lúc cái tuần à, à, tuần, tuần tuần 13 tháng 3 năm 2023 Chúng ta có quyền Chúng ta có quyền khi mà đã mua được quanh cái ngưỡng vùng này Vùng 20.5 hoặc là dưới 22 đi chẳng hạn Thì chúng ta sẽ nắm giữ được nhất là 5 tuần và nhiều nhất là 20 tuần. Đấy, còn nếu như mà ở trong những cái giai đoạn mà à, từ cái tuần à, sau cái tuần thứ 5 hoặc là sau trong cái tuần mà khoảng tầm à, 15 cho 5 cho tới 15 tuần đổ lại á. Mà ví dụ như nó có xuất hiện những cái tín hiệu mà nó bán thủng mất cái đường MA5 á thì lúc đó các anh chị chúng ta có thể canh chốt một nửa hoặc là canh chốt bao nhiêu đó để mà các anh chị chúng ta bảo toàn cái 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 khoản lãi của mình. Đấy, ví dụ như tuấn chẳng hạn như vậy ví dụ chẳng hạn như cái đường MA5 này nó đang hiện tại nó đang đạt nó đó khoảng tầm là 24.5. Các anh chị à? ạ, đang đạt khoảng tầm 24.5 và tính từ cái tuần đầu tiên như này, một tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần. Đấy, tuần sau sẽ là cái tuần thứ năm là có nghĩa là à chúng ta có tối thiểu là 5 tuần cho nên là cái tuần này chúng ta mặc cho nó là nó chỉnh hay gì cũng được kệ nó. Đấy, kệ nó, quan trọng là cái tuần thứ năm tiếp theo Đấy, quan trọng là cái tuần thứ năm tiếp theo liệu rằng là nó có bị thủng mất cái đường MA5 hay là không nếu mà thủng mất cái đường MA5 mà với kèm với là những cái khối lượng lớn á, kèm với những cái khối lượng lớn á, thì lúc đó chúng ta sẽ cần cân nhắc hay là nó 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 bị bán với những cái áp lực bán nó lớn thì chúng ta mới cần cân nhắc chúng ta ra hàng còn không thì thôi các anh chị chúng ta cứ nắm giữ đi nếu mà đã em cá chắc với các anh chị chúng ta 20 tuần rồi đó đó khoảng tầm là ba uh, uh, 3 tháng đúng không ta 16, 4, 4, 4, 8, 12, 12 À 5 tuần à, Là cả 5 tháng luôn các anh chị chúng ta Phải ít đâu Là có nghĩa là có một cái nhịp mà Phải 5 tháng không Chia 4 À 5 tuần 5, 4 tháng 1 tuần. À Này 5 tháng đúng rồi các anh chị 5 tháng Đấy Coi xem là nó có phải là đạt được một cái Tỷ suất lợi nhuận Nó sẽ là cực đại nhất Khi mà nếu mà các anh chị chúng ta nắm giữ được Ví dụ như có thể là ở đây này Ví dụ như chẳng hạn tôi nói ở đây này Ví dụ là từ cái nhịp này đi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này Tới cái tuần thứ 10 là các anh chị thấy nó đã cắt xuống rồi Nhưng mà trước đó nha Trước đó là bắt đầu nó đã như nào à Cái vùng giá nó đã vận động dưới cái đường MA 5 tuần rồi Thì đây chính là cái lúc mà mọi người canh bán hết Khi mà nó thủng mất cái ngưỡng ở vùng 36 hoặc là 37 đó, Nên là chúng ta cùng nhìn lại này Lúc đó nó sẽ báo như thế nào các anh chị ha Lúc đó nó sẽ báo như thế nào Đây chẳng hạn như ở đây Tháng 7 đúng không Tháng 7, tháng 8 đây Ví dụ chẳng hạn lên ở đây, bắt đầu nó thủng mất cái đường MA20 rồi, các anh chị mình thấy không ạ? À? Thủng mất cái đường MA20 rồi, là chúng ta đã báo hiệu một cái nhịp gì à? à sẽ là điều chỉnh. Có nghĩa là phiên này là chính là cái phiên mà chính thức chúng ta báo bán hết. À, đúng không ạ? À? Phiên này chính là cái phiên mà nó đã báo cho chúng ta bán hết này. Trước đó nó cũng đã có những cái tín hiệu báo bán cho các anh chị chúng ta khi mà nó thủng mất lần lượt là MA5 này, bắt đầu thủng mất MA5 này, MA5 cắt xuống MA10 này, rồi MA10 cắt xuống MA20 này. Đấy là bắt đầu chúng ta đã phải canh nên bán hết ở những cái vùng mà 36 37 rồi. Đấy, có thể là các anh chị chúng ta không chốt được ngay cái vùng 39 hoặc là 40 chẳng hạn Hoặc là 38 chẳng hạn Nhưng mà nó đã báo hiệu cho các anh chị chúng ta hoàn toàn Chúng ta phải thoát ra ở cái vùng giá 36, 37 rồi Thì không được tham gia lại sau đó nữa Các anh chị ha Đấy Cho nên là ở nhịp này á Nó đã nằm trên đường MA20 như thế này này Các anh chị mới thấy là thậm chí là đi cái quá trình mà nó đi lên khúc này ở đây cũng vậy nó có rũ nó có chỉnh mạnh nó có test về lại thậm chí là EM20 chẳng hạn những cái cây mà nó gần như là có lúc nó giảm gần sàn xuống như thế này rồi sau đó nó kéo ngược trên lại trở lại và nó tiếp tục nó vượt đỉnh lên đó thì chỉ sợ là khi nào các anh chị chúng ta sẽ quan sát và để ý thấy là chỉ sợ khi mà bắt đầu những cái đường mà EM5 EM10 và EM20 bắt đầu nó bó sát lại với nhau khi mà ở một cái cái độ uh, FOMO mô cũng như là độ cao nhất định ở những cái vùng phía trên là cao như thế này này khi mà chạy một đoạn rồi ấy, bắt đầu nó gom lại với nhau thì nó bắt đầu nó cắt xuống dần những cái đường ngắn hạn nó cắt xuống những cái đường dài hơn và những cái đường dài hơn nữa Đấy, à, ví dụ như năm cắt xuống 10 là ở đây là báo, báo bán hết rồi này Đấy, à, có thể là báo bán trong ngắn hạn ví dụ như anh chị nào mà chơi ngắn hạn ở đây thì nó báo bán hết ở đây chẳng hạn như là vậy có anh chị nào mà cầm nắm giữ ở những cái vùng phía này thì nó sẽ báo bán hết ở những cái nhịp mà 36 37 Đấy, à, các anh chị ta thấy khi mà chúng ta bám sát được và có những cái kế hoạch giao dịch và phụ và 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 phải tin vào cả những cái phương pháp giao dịch của mình á, phương pháp đầu tư của mình á, thì chúng ta sẽ như thế nào à à sẽ có khả năng là bán cận cái vùng đỉnh và cũng như là có thể là mua được cận cái vùng đáy chứ chúng ta không thể nào mà mua mua đáy bán đỉnh được cái gì ha nên là chúng ta sẽ lưu ý đó rồi à, tiếp theo sẽ là dòng à, bất động sản bất động sản thì à, cũng không có quá là nhiều cái cái cái, cái, cái uh, cái uh, khác biệt so với lại là nhóm uh, dòng mà chứng khoán cũng đã đều vào sóng hết cả rồi cái việc của các anh chị chúng ta là lựa chọn những cái cổ phiếu mạnh và nắm giữ thôi chẳng hạn như những cái thằng mà rất là khỏe như là EDJ như thế này mà nó hôm nay nó vẫn còn tăng trần được mà trong khi là các anh chị thấy thấy ai mua đuổi trong phiên này thậm chí mua đuổi trong phiên này nó vẫn về có hàng có lãi 10% này các anh chị các anh chị có thấy không à mua đuổi trong phiên uh, ngày 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 thứ tư vừa rồi là những cái nhịp mà uh, buông cháp xuống nhưng mà hàng về vẫn có lãi này vẫn cho những nhà đầu tư nào mua ở trong phiên này là về hàng vẫn có lãi này mà ai bán trong cây này là coi như là mất lãi rồi các anh chị chúng ta thấy không ạ à? đấy cho nên là nhiều khi á là những cái cổ phiếu mà nó ảo ma như idj bán là mất mà mua vào là thắng cứ mua vào là thắng các anh chị nó giống như nó khơi gợi lại cho em cái cổ phiếu sale mà những cái giai đoạn mà à, ở đây này đây này mua vào là thắng mà bán ra là mất các anh chị có thấy không ạ à? mua là thắng mà bán là mất cứ bán là mất các anh chị không nói nhiều cứ bán là mất ấy và cổ phiếu này nó cứ tiếp tục nó đi lên và cứ tiếp tục nó đi lên như thế. Đấy và nếu mà đã bán ra rồi chỉ có đành ngậm ngùi mà mà nhìn nó tăng thôi. Thực sự chỉ có ngậm ngùi mà nhìn nó tăng thôi. À, các anh chị chúng ta lưu ý ha. Đó. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ chọn những cái cổ phiếu mạnh. Như ví dụ như là sale này. Hay là đích cũng vẫn rất là khỏe. Cho cho đích cũng cực kỳ là khỏe. Không thể nào mà khác được với nhiều đích ở vùng này. Trời ơi ta nói. rịn nước luôn. À, không thể nào mà mà, mà so được với lại đít khi mà nó đã vượt được cái ngưỡng vùng 14 này như Tuấn nói à, anh chị nào mà mua được ở vùng 14 như Tuấn nói trong những cái video của tuần trước là quá là tuyệt vời luôn xui cá là Tuấn chọn như nào ạ à? à xui cá là Tuấn chọn sale chứ không chọn đích đấy à, rồi hay như những cái cổ phiếu như là EDJ cũng rất là khỏe các anh chị chúng ta cứ lưu ý giúp Tuấn đi rồi Nam Long cũng đang khá là tốt đấy đang gặp kháng cự lại cứ nhịp này mà nó chỉnh nó test lại test cùng ở đây cũng cũng đang khá là đẹp nó sẽ vào sớm sóng thôi Đấy rồi, nhà tự liêm cũng vậy này cũng rất là đẹp, chẳng có vấn đề gì cả. Ai mua đuổi trong phiên ngày thứ tư, phiên vừa rồi là cũng như thế nào à. Sợ thì sợ cuối phiên nhưng mà hàng đã về đâu đúng không ạ? À? Mua trong phiên này hàng hôm nay về thì nhiên đâm ra lãi. Đấy, các anh chị mà thấy không ạ? À? Nhá, Rồi, à, chúng ta qua tiếp thêm một số những cái cổ phiếu ngân hàng. À, cổ phiếu ngân hàng thì hôm nay là Tuấn đánh giá không cao hoặc Tuấn đánh giá những cái sự tiêu cực đến từ những cái cổ phiếu lớn ví dụ như là BID bắt đầu cũng đã gãy rồi anh chị chúng ta nhìn cái thế này nó cũng đang khá là giống với là những cái cổ phiếu như cat đúng không nó cũng vun vút nó đi lên như thế này nó tạo ra những cái mẫu hình mà uh, kéo thẳng dốc lên và nó không có những cái trạng thái tích lũy thì rất là dễ là nó sẽ gãy mà nó gãy mạnh nó phải rủ ra cái việc mà đeo bám của những nhà đầu tư quá là nhiều ở những cái giai đoạn phía trên như thế này cho nên là cổ phiếu nó không nào nó tăng được ở, nó cần phải rũ, mà một khi mà nó rủ thì nó sẽ rủ mạnh và nó sẽ mất cái khoảng thời gian nó cân bằng trở lại các anh chị chúng ta lưu ý nha thì theo tôi thấy nó có thể nó chỉnh về lại đâu đó khoảng tầm vùng à, 43 trăm ít cho tới vùng 44 thôi không quá là nhiều muốn nó chỉnh sâu cũng được đâu những anh chị ở à, những cái cổ phiếu này nó chỉnh sâu là thị trường tới công chuyện luôn các anh chị ha rồi hay như những cổ phiếu là liên việt ở đây tôi cũng đã cảnh báo với các anh chị chúng ta rồi đấy nó về nó phải về lại những cái vùng giá 14 ở dưới đây này để mà như thế nào ạ à? à, nó phải gom lại chứ đúng không nó lên như thế này nó nó tạo ra những cái điểm mồi dòng tiền vào nhưng mà dòng tiền nhỏ lẻ nó lại không có thích vào những cái cổ phiếu này cho nên là đâm ra là là nó sẽ như nào à? à nó sẽ bán cục đầu quay ngược trở lại bởi vì những nhà đầu tư đeo bám ở đây quá là nhiều đấy những nhà đầu tư đeo bám ở đây quá là nhiều và nó không thu hút được những cái dòng tiền phô mô của những nhà đầu tư cá nhân tham gia vào thì chắc chắn nó sẽ phải gãy rũ lên ngược trở lại thôi các anh chị ha rồi tương tự như STB cũng vậy, tôi cũng sẽ đang cảnh báo là các anh chị chúng ta STB chứ nó cũng không khác gì so với là, là những cổ phiếu như là HPG hay là Hoa Sen các thứ. Ê, ở vùng này là nó đã cao rồi và nó đang thiếu những cái dư địa hoặc là những cái câu chuyện để mà tiếp tục tăng giá. Khó lắm các anh chị. Đoạn này dòng tiền đó nó không phải là quá là dồi dào. Đấy nó chỉ vừa đủ để mà nó kéo một hai ba dòng thôi mà không thể nào nó kéo toàn toàn bộ cái nhóm ngành ngân hàng được. Đúng không ạ? Đấy, mà nó chỉ dùng tới những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ vì như SHG hoặc là nó có những cái sự lựa chọn được đối với cổ phiếu vì chẳng hạn như SHB này. Úi rồi SHB gì mà nó kéo được 12 cái anh chị có thấy kinh không ạ? À? Chưa gì cũng đã đạt được gần cái tay thứ hai rồi. <laughs> mọi người thấy không? Đấy. Cho nên là mọi người đừng có khinh thường những cái cổ phiếu như là SHB bởi vì nó đã được chọn các anh chị. Rồi hay như những cổ phiếu là Tuấn cũng đã khuyến nghị với lại các anh chị nhà đầu tư trong khách hàng là Techcombank từ những vùng giá 291 ở đây. Đấy thì Tuấn hướng lên cái vùng 31 32 thế thôi. nhá rồi chỉ có đúng hai mã này là, là 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 hôm nay bật tăng tốt trong ngày hôm nay SGB thì mình không có đánh thì cũng nói rồi ừ. anh chị ta thấy mà rất là khó khăn đối với lại cái nhóm ngân hàng ha dập thêm cái điều kiện thị trường nó không được à, à, thuận lợi một cách toàn diện hay như Bank các anh chị chúng ta cũng lưu ý nó cũng sẽ sớm trở thành một cái nhịp tội đồ gãy xuống thôi đó nên là các anh chị ta cần phải cẩn thận nhé rồi thép này là kinh khủng nhất à, hôm nay thép là gây tiêu cực kinh khủng luôn nó cũng bắt đầu gãy về ngược lại biên dưới rồi à nó sẽ cần một khoảng thời gian tích lũy trở lại hôm nay ví dụ như hsg cũng bắt đầu gãy xuống dưới này rồi các anh chị có thấy nó cũng rất là giống với những cái cổ như như kb đúng không đấy cũng kéo dần, dần 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 dần, dần lên rồi sau đó nó lại gãy nó kéo lên như thế này mà biến động nó lỏng á và kèm với những cái khối lượng lớn á, thì nó sẽ rất là dễ bị fail và nó sẽ rất là dễ rủ ngược trở lại đó và nó sẽ mất thêm một khoảng thời gian tương đối là lâu nữa nên là các anh chị chúng ta chú ý chúng ta không nên Ờ, mất đi những cái chi phí cơ hội vào những cái cổ phiếu như là dòng thép ở giai đoạn hiện tại các anh chị nha Nam Kim cũng tương tự như vậy à, Nam Kim Tuấn cũng nói rồi khả năng cao nó sẽ bật hồi trở lại khi mà nó về lại quanh cái ngưỡng vùng 14-3 Hôm nay anh chị nào bán ra là dở Thật sự đối với là Nam Kim nha Riêng Nam Kim Tuấn nói luôn là hôm nay anh chị nào mà bán ra là dở Đấy thật sự luôn ngày mai kiểu gì là dòng thép nó cũng sẽ có hồi Chắc chắn với các anh chị ta ngày mai dòng thép nó có hồi mà nó hồi thì có thể là Nam Kim Sẽ có thể hồi về lại được Hy vọng nó sẽ hồi về lại được Đâu đó 15 ít Thì ai mà muốn đánh T cầu Hoặc là muốn đánh bắt giao rơi gì đó Nhưng mà bắt giao rơi Thì không phải là cái gì à, Cái 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 Cái, 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 uh, cái uh, sở trường của Tuấn Cho nên là Tuấn Chỉ thấy cái khả năng Mà nó có thể Nó có một cái điểm bật hồi lại Ngay cái vùng giá 14 Cho tới vùng 14.2 thôi Anh chị nào mà mua được 14, 14.2 Và nó hồi lại được đâu đó khoảng tầm uh, 15.2 cho tới 15.5 Thì các anh chị ta có thể là đút túi cho mình một giá nhưng mà bảy phần trăm đó, các anh chị ha, ấy tùy vào các anh chị chúng ta quyết định nhưng mà riêng Tuấn thì tôi nghĩ là ngày mai nó sẽ là một cái điểm bật hồi hoặc là nó rút chân ngược trở lại đối với lại là Nam Kim, ấy cũng có thể là nhờ chung một nhóm là dòng thép luôn, nhá. Rồi, ok để Tuấn xem thêm hôm nay có những cái dòng cổ phiếu nữa mà chúng ta cũng cần phải nói tới đó chính là những cái nhóm cổ phiếu mà nó cũng như nào trong những giai đoạn trước thì những cái cổ phiếu đó lại là, là những cái cổ phiếu mà điều chỉnh nó giảm. À, ví dụ chẳng hạn như là à, dòng bán lẻ các anh chị, hôm nay những cái cổ phiếu này trong cái giai đoạn trước thì nó giảm này, các anh chị thấy không ạ? À? Nó giảm tương đối là sâu, à, từ tháng 3 cho từ tháng 2 cho tới nay là giảm rất là sâu. Xuống như này và bắt đầu nó phục hồi và nó đi lên. Đấy, rồi FRT cũng tương tự như vậy. Thì trong cái nhóm này thì là đẹp nhất thì vẫn sẽ là con PET này. Đấy, con PET này hôm nay tăng trần mà bữa tối cũng có. À, nói với các anh chị chúng ta về cái cổ phiếu PET này ha, nó vẫn có thể nó vào sóng và nó tăng lên đấy. Hôm nay dòng tiền và nó đánh vượt được cái ngưỡng ở vùng 23.7 hoặc là 24 thôi là nó sẽ đánh một cái nhịp tương đối là tốt trong trong giai đoạn sắp tới đấy nên là các anh chị chúng ta cũng hay là chú ý được con pet này nhé ha rồi ok thì à, còn thêm một dòng nữa là phân bón phân bón cũng có khả năng lên nhưng mà tuấn không đánh giá cao đấy, phân bón cũng có khả năng lên ví dụ như là tuấn chấm thì tôi hay tuấn sẽ chấm là ddv tuấn không đánh giá cao dbm các anh chị nhé rồi dcm cũng 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 tạm ổn thôi chứ cũng không có đánh được những cái cổ phiếu này trong đó có ddv thì tôi nghĩ là đánh được nó siết chặt lại với cái volume như thế này có dòng tiền mồi vào và vẫn giữ được ở trên những cái đường ma nó là sẽ là những cái tín hiệu tốt cho những cổ phiếu như thế này có thể đánh được trong một cái giai đoạn ngắn tới cộng thôi các anh chị ha rồi ok thì uh, cái chiến lược của Tuấn thì Tuấn vẫn sẽ ngồi im quan sát và gồng lãi thôi chứ không vấn đề gì Anh chị nào mà muốn uh, coi uh, danh mục của Tuấn thì Tuấn sâu nhẹ cho các anh chị ta thấy Ví dụ chẳng hạn như hôm nay là là, là là cái điểm cao nhất mà Tuấn có được trong danh mục của mình á Là lúc sáng á thì nếu mà các anh chị ta tính xương xương này xe ví dụ như là từ 266 mà nó còn 25 là mất 16 triệu này Cầm 10 nghìn thì mất 16 triệu này ha Rồi À, ví dụ chẳng hạn khác như là MBS thì nó cao nhất là 17 năm mà còn có 16 7 là đâu đó mất 8 like 8 like mà nhân cho 80 ngàn là đâu đó cũng khoảng tầm là 64 triệu 64 cộng cho 16 là đâu đó hôm nay là 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 tụt mất lại từ cái vùng đỉnh cao nhất là đâu đó là 8 hơn 80 triệu các anh chị đấy, các anh chị có thấy nhanh không rất, rất là nhanh các anh chị ha gần 7 gần 80 triệu đấy Thế là cũng rất là bình thường thôi không không thành vấn đề quan sát và chủ yếu là mình vẫn có lãi mà ai sợ cứ sợ chứ mình có lãi mà hàng mình sẵn rồi cùng lắm mà mình mất một khoản lãi thôi à, không thể nào mà mình biết được đó là những cái vùng đỉnh để mà mình chốt đâu đúng không à và những cái sự kỳ vọng của mình nó vẫn sẽ còn những cái cơ sở để mà mình tin là cổ phiếu nó vẫn sẽ còn đi lên các anh chị ha rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay à, nếu mà thấy hay và bổ ích và sẽ giúp cho các anh chị chúng ta ở những cái uh, uh, ngày giao dịch tiếp theo uh, thì anh chị chúng ta hãy cứ uh, ủng hộ tốn bằng cách là theo dõi kênh youtube của Tuấn và nhấn nút like video này để mà ủng hộ Tuấn nhiều hơn nhé. Rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã lắng nghe và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những cái video tiếp theo.